Người đàn ông xăm mình này cởi hết quần áo, rửa lại mặt, sau khi thay quần áo xong, mang túi sách có chứa một khẩu M4 đến trường. Anh ta bước vào một lớp học, học sinh trong lớp không thèm nhìn đến anh, Jackie nhanh chóng lắp ráp khẩu M4 lên, đến bên cạnh cửa sổ, mở cửa ra nhìn thấy có mấy học sinh đang ở bên ngoài. Sau đó một phát bắn trúng một học sinh nữ. Hóa ra đây là súng bắn màu. Anh ta tiếp tục bắn trúng một nữ sinh khác, hai nam sinh còn lại thấy tình hình xấu liền co giò bỏ chạy. Anh ta bắn một phát trúng chân của nam sinh đang chạy trốn kia. Một nam sinh khác muốn trèo tường chạy trốn, kết quả cũng bị bắn xuống. Người đàn ông này gọi bọn họ nhanh chóng trở về lớp học, hóa ra anh ta là một giáo viên, tên của anh ta là Jackie, mấy ngày trước vừa mới ra tù, vì nợ tiền của ông trùm xã hội đen nên anh ta tìm một công việc để trả nợ, mà trường học này lại đang tuyển giáo viên hơn nữa, tiền lương lại rất cao. Nhưng đối thủ cạnh tranh quá nhiều, Jackie chỉ là một tên lưu manh, kẻ luôn chơi chiêu trò như anh ta bèn lén bấm nút báo động. Cả trường lập tức hỗn loạn, những ứng viên cạnh tranh cũng chạy trốn loạn xạ. Hiệu trưởng thấy chỉ còn lại một ứng viên duy nhất đành nhận Jackie. Xuất thân là côn đồ như anh ta, ngày đầu tiên làm giáo viên bị một học sinh chĩa ngón tay thối vào. Jackie không hề hà một phát đá văng cửa. Jackie chưa ăn sáng bèn cướp luôn hamburger của học sinh ăn. Vừa bước vào phòng làm việc, một giáo viên bị chọc phá đến suy sụp tinh thần nhảy lầu ngay trước mắt Jackie. Hóa ra không phải là máu mà là đồ uống màu đỏ. Người giáo viên vừa tỉnh dậy liền kêu những người khác nhanh chóng giết cô ấy đi. Cô ấy thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, vì lý do gì mà khiến một giáo viên nhảy lầu tự tử, sau khi tỉnh dậy còn bảo người khác giết mình đi. Hóa ra tất cả mọi việc đều do những học sinh của lớp này thực sự quá khó đối phó. Giáo viên nhận lớp này là Lisi, vừa bước vào lớp chuẩn bị giới thiệu bản thân, cô cầm phấn lên định viết tên mình thì cục phấn đã bị bôi keo vào, cả lớp học cười phá lên. Lisi đi đến cuối lớp học định rửa tay thì đám học sinh vội vã tránh ra chỗ đó. Lisi mở vòi nước ra, kết quả cô vội vàng khóa van lại, cuối cùng thì nước cũng dừng. Thấy bên cạnh có chiếc khăn, Lisi cầm lên lau mặt lại bị đám học sinh này chọc phá. Lũ học trò vứt hết sách vở ra ngoài cửa sổ, bọn chúng reo hò vui vẻ. Không biết bạn ở trước màn hình điện thoại có nghĩ ra được những trò quái ác như vậy không? Lisi sụp đổ, cô bước đến mục giảng, cầm túi sách của mình lên muốn bỏ đi. Cô kéo tay nắm cửa, cái thứ này không biết là sô-cô-la hay bơ đậu phộng nhưng hình như mùi rất khó ngửi. Đám học sinh khiến giáo viên tức giận bỏ đi như thể đã hoàn thành được một việc rất ghê gớm vậy. Tiết thứ hai là tiết ngữ văn của Jackie, anh ta bước vào lớp học, vứt túi lên bàn. Anh ta nói mình là giáo viên tạm thời, tốt nhất là đừng ai động đến ai. Tên mập lại không cho Jackie mặt mũi, trực tiếp kêu anh ta biến đi. Jackie rất cáu, anh ta đi lại tủ lấy danh sách học sinh xem tên mập kia tên là gì. Jackie mở tủ vươn tay lấy danh sách liền trúng bẫy, bị đổ đầy nước siro lên người. Anh ta lau mặt rồi chửi thề, cứ chờ mà xem. Jackie vừa mới ra tù đi làm giáo viên đã bị đám học trò trêu chọc đến thảm hại, trúng bẫy bị đổ đầy nước siro lên người. Jackie đi đến trước mục giảng, ngồi xuống bắt đầu điểm danh. Vừa mới gọi tên người đầu tiên, kết quả cả lớp đều giơ tay. Jackie tức giận, anh ta muốn đứng dậy, kết cục đám học trò lại không thương tiếc cười nhạo anh ta vì Jackie lại trúng bẫy. Anh ta bị dính vào ghế, anh ta càng dùng sức kéo ra, đám học sinh bên dưới cười càng vui vẻ. Jackie đánh mông một cái, hai cái, ba cái, cuối cùng ghế cũng rơi ra. Jackie hoàn toàn phẫn nộ, anh ta đeo kính lên, đi ra ngoài không muốn làm nữa. Đây đúng thật không phải là những việc mà con người có thể làm ra. Jackie vào trong xe, khởi động xe, kết quả cái mũi xuất sinh. Jackie nổi điên, anh ta đi thay quần áo, rửa mặt, đi giày vào rồi bước ra khỏi phòng. Một trận đấu tay đôi giữa học trò và giáo viên chính thức bắt đầu. Jackie đến phòng học, bắt đầu lắp ráp khẩu M4. Sau khi lắp ráp xong đi thẳng đến bên cửa sổ nổ súng vào những học sinh bỏ tiết. Tên học trò muốn chạy trốn cũng bị bắn xuống. Quay trở nhìn những học sinh ở trong lớp cúi đầu ủ rũ, bọn chúng bắt đầu sợ hãi người thầy giáo không ra bình thường này rồi. Jackie nói với bọn chúng, nếu như bây giờ chúng không chịu khó học hành, tương lai chỉ có thể làm những việc không ra gì. Tuy rằng Jackie chỉ là một tên côn đồ đã từng ngồi tù, không có văn hóa, nhưng cách dạy học của anh ta đúng thật là không tầm thường. Để đám học trò chịu học, anh ta dẫn chúng đi tham quan nhà của người bạn buôn ma túy của mình. Trong phòng rán bò khắp nơi, bởi vì hít ma túy nhiều năm khiến tình trạng của hắn trở nên thảm hại. Điều này khiến những học sinh muốn ra giang hồ xóa bỏ ý định. Jackie đưa mọi người đến nhà cô bạn gái cũ làm điếm của mình, con cái nuôi sống cả gia đình, trong nhà hỗn độn, chó y bừa bãi từng đống trên sàn. Điều này khiến đám học sinh hết sức buồn nôn. Xem ra tại đây đã xóa bỏ suy nghĩ của những nữ sinh sau này muốn dựa vào nhan sắc để kiếm tiền. Đám học sinh bắt đầu chấp nhận người thầy khác biệt này và cũng bắt đầu học hành chăm chỉ hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ chọc phá anh ta. Các bạn ở trước màn hình điện thoại thân mến, thời đi học các bạn có từng chọc phá người khác, lần nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với bạn? Hoan nghênh mọi người comment thảo luận nhé. Tôi là thầy Huấn, hẹn gặp lại vào lần sau.